Thành phố Compton ở vùng Nam California vừa phát giác là bị mất trộm 31 khẩu súng lục cất trong kho đặc biệt. Giới chức chính quyền liên bang phải trao giải thưởng $10,000 cho ai cung cấp tin tức để có thể thu hồi các khẩu súng này. Bản tin của tờ Los Angeles Times nói rằng cơ quan công lực liên bang ATF, văn phòng Los Angeles cho hay 31 khẩu súng bị lấy trộm từ một kho kiên cố trong một tòa nhà của thành phố nằm trên đường Alameda trong thời gian từ 6 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 mà không ai hay biết. Thành phố Compton giữ khoảng 200 khẩu súng của nhân viên công lực trong một kho kiên cố sau khi sở cảnh sát thành phố này bị giải tán hồi năm 2000. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh thành phố được chuyển giao cho sở cảnh sát Los Angeles theo một giao kèo ký kết. Theo báo Los Angeles Times, sở cảnh sát Los Angeles thực hiện cuộc kiểm kê số vũ khí trong kho hồi tháng 3 năm 2017. Nhưng khi các giới chức cảnh sát quay trở lại hồi tháng 8 để chở số súng này đến nơi cất giữ an toàn hơn, thì thấy 31 khẩu súng đã biến mất.